extended it. Bây giờ mình sẽ quay lại cái well, you'll be a winner trên đường mình like đi that. Như thế nào nha mọi người. She will, won't she? Oh, do you remember the days when we were winners, Maureen? Well, yes, I used to show a lot of it. Oh, gosh. You've got a little thing down there. Have you seen it? Do you get the wheelchair? No. It's flowers. Yes, very nice. Mình đang ở nhà một người bạn của mẹ đó. I think I'm locked in. Đây, tổ chức bạc ti ở nhà này nè mọi người. Không phải là nhà hàng. Mình lộn á mọi người. Đó. Elizabeth and John. Oh, yeah. Nhà của cái bạn của mẹ đó. Trời đẹp không mọi người. Vườn đồ này nọ. Đẹp quá. Gara. Ở phía ngoài là nhà ở Anh xây á mọi người. Ô, cái này cái gì vậy ta? Đó. Cái này cái gì mà nhiều hoa quá. Không biết là cái gì nữa. Có trái thôi nè mọi người, quá trời luôn. Không biết có ăn được không. Dạ, yeah, đà lên. Dạ. Yeah. Wow. Đẹp mọi người ơi. Bây giờ mình chuẩn bị vô trong nhà để tổ chức bạc ti ở trong nhà. Mọi người ơi, bây giờ mình chuẩn bị vô trong nhà để dự tiệc mọi người. It's nice to be and if there's still no people after all these years. I know, but it's a long time since we all got together. Mọi người ơi, bây giờ đón tiệc ở ngoài sân đó mọi người. Sân này đẹp lắm. Khu vườn á rất là rộng mọi người. Hả? Đây là champagne. Mình đi xe hơi tới cho nên hơi say xe mọi người. Uống champagne đó thì nó kỳ sao á. Oh, I need you to cut it.
Yes. How is Roche? Sorry, I thought it was going to be rich. We've done very well. We've had Zoom meetings every week, which have been pretty well attended. We've never had less than 20. And we've one more Zoom meeting to go through. And then we can meet face to face again. So that's a week next Thursday. They can off people, you know. They're a very good group. Tới phía kia để they're good laugh. Ngồi ở ghế. She's a good retired headmistress in the high school. What's her name? Oh, from the girl that told me, but I don't know, I can't remember her name. Oh, no, it's just got away. Yeah, yeah. The reason we're all here, Spirit Spank. What are those who've been here? Supposedly for 3 weeks. But they never book return flights, they never book one-way flights. So that one day we get fed up and go, he's going to get a flight come home. And we don't think they'll stay 3 weeks. I'm just ignoring the taxi Michael lấy cái nón. Đâu có nắng đâu mà Michael lấy nón qua là gì trời. Thank you darling. Not the sun now. No, but it will be later. Yeah, on. Yeah. You're right. Yeah, okay. You happy? Yeah. Xin chào. Xin chào. Xin chào. I couldn't remember that. Johnson's doing some hurry. Oh, dear me. I'm Jerry. He would introduce me, but he's still got my name. Nice to see you.
I did not change you. You have to go back to where you started from. You do. Nice to see you. Cheers. It's no good forgetting what you've done for if you've got a stick or something. Oh, that's just to hit people if they get obnoxious. I just finished running the marathon. Well, not again. Don't ask him what they call Builder now. He's going to ask you what they call this person next. Jonathan Brownlee. Is it his brother? Mọi người ơi, ở đây có một cái cây đại cổ thụ đẹp quá, giống như là cái hoa hồng mọi người ơi. Cái này lạ quá ha, nè nó có thêm mấy cái bông baby ở đây nữa nè. Đẹp quá. Rồi mọi người ơi, khu vườn có rất là nhiều hoa đẹp lắm mọi người ơi. Để Vi quay cho mọi người xem nha. Trời ơi, đây nè mọi người ơi, hoa treo nè. Đẹp không? Đẹp mọi người. Thấy giờ. Rất là thơm mọi người. Rất là nhiều bông hoa ở phía dưới luôn nè. Màu tím tím mọi người. Tím à. Ở trên này, một chậu này có rất là nhiều loại hoa luôn mọi người. Xem nè. Đó, đẹp không? Đó nè. Wow. Bên đây có thêm một chậu nữa mọi người. Nhìn nó giống như là hoa hồng nhưng mà không phải hoa hồng nha mọi người. Đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Đây là người ta treo ở phía trên đó mọi người. Đó, trồng nè. Rất là nhiều loại hoa luôn nè. Trời ơi, đẹp quá. Chắc tương lai Vi cũng trồng vài cái treo như thế này. Đẹp mọi người. Ở đây cũng có rất là nhiều loại hoa ở phía dưới à. Đó, mọi người thấy không? Wow. Hồng đậm, hồng nhạt, màu trắng nè. Có cái hoa màu trắng nhìn dễ thương ghê. Còn đây là cái loại hoa gì đây? À, cái hoa này ở nhà Vi cũng có nè mọi người. Nó nở ra giống như mấy cái lồng bèn nè. Đó. Đây nè mọi người. Đó. Đẹp không? Lavender. We see that in lavender mọi người. Trời ơi thơm quá mọi người, nguyên một bụi luôn nè. Lavender đó, mình rất thích lavender nha. Đụng vô cái lá của nó nè. Trời ơi thơm phức luôn. Thơm phức luôn mọi người. Lavender nè mọi người. Vườn này rất là đẹp mọi người. Quá trời hoa luôn. Nhiều loại hoa rất là lạ và rất là đẹp ha. Đây là lavender. Đó. Đây là bụi hoa lavender ở Anh nè mọi người. Nó sẽ có màu tím. Nhìn đẹp không mọi người? Đó. Thơm lắm luôn mọi người. Chỉ cần ngắt cái lá của nó thôi nè. Đó mọi người. Mùi rất là thơm luôn á. Wow. Khu vườn rất là nhiều loại hoa lạ nha. Đó, hoa này thì ở nhà Vi cũng có mà. Hoa lồng đèn. Nhìn đó.
Ồ, mọi người thấy không? Đây có màu trắng nè mọi người, đẹp không? Đó. Rồi màu hồng nè. Đẹp không? Đây nữa nè. Wow. Rất là nhiều màu mọi người. Cái màu này nữa nè. Ồ, màu này thì hồng mà hồng hồng nhung luôn mọi người. Đẹp không? Đó, cây này cái lá không cũng đẹp nè. Cái lá nó đẹp không mọi người? Đó. Bông nè. Những bông này á là nó mọc quanh năm luôn á mọi người. Đó, này là màu đỏ nha. Màu đỏ. Màu hồng nhung. Trời, rất là nhiều màu ha. Người Anh người ta rất là thích trồng hoa trời. Cái bông hoa nó ngộ chưa mọi người? Bông hoa nó ngộ chưa? Đẹp không? Như mấy cái chông chóng á. Từng chùm như vậy nè. Như mấy cái chông chóng á mọi người. Nó hình tròn luôn á, đẹp không? Wow, rất là nhiều loại hoa nè, tím nè. Hoa màu trắng nè mọi người. Hoa này giống như là hoa cúc á mọi người. Giống như hoa cúc vàng ở Việt Nam mình ha. Đó, màu đỏ nè. Nhiều loại hoa lắm. Trời ơi, cái hoa này nhìn rất là giống hoa hồng. Nhưng mà không phải hoa hồng nha mọi người. Đó. Nhìn giống hoa hồng thôi chứ không phải là hoa hồng đâu. Đẹp ghê không? Người ta làm từng cái treo đó mọi người. Vườn treo đó. Đây ta trồng cây gì giống như là cây thuộc bài ở Việt Nam mình hay gọi là cây thuộc bài đó. Hái cái lá này nè, xong rồi bỏ vào trong cái vở đó thì sẽ học giỏi. Mình nhớ hồi nhỏ mọi người nói như vậy nhưng mà mình cũng không rõ lắm. Năm cánh nhìn ngộ không mọi người? Hoa đẹp quá. Một số loài hoa Vi không có biết tên nha. Ai biết tên thì comment ở bên dưới cho Vi được biết. Nếu mà mọi người biết những cái loài hoa này hoa gì nha. Đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Đây có hoa gì ngộ không nè. Hoa gì ngộ không nè mọi người. Hoa gì ngộ không? Trên này nè. Hai cái cánh ở trên thì màu tím. Ba cái cánh ở dưới thì trời nhìn hoa gì lạ đẹp quá. Hoa đẹp quá. Này, hoa này nhìn giống như là hoa hồng mọi người. Nhưng mà không phải hoa hồng, đỏ rực rỡ luôn. Đó, đẹp không mọi người? Cái tướng của nó nhìn giống hoa hồng quá. Đó. Đây là nhà người ta cho chim ăn. Cây ở dưới là peanut đó mọi người. Đây nè. Giống như ở nhà mình có cái nhà cho chim ăn đó mọi người. Hoa đẹp đó mọi người. Đây nè. Có những cái bụi hoa rất là đẹp mọi người. Nhìn thấy không? Nhìn giống như là hoa hồng á mọi người. Đó, nó bự lắm luôn á. Hay là hoa mẫu đơn ta. Nhìn nó nhiều cánh á, trăm ngàn cánh luôn. Đẹp quá. Nó có nhiều màu nha. Này màu hồng nè. Màu cam. Màu cam mọi người. Trời ơi, hoa gì mà lạ quá, đẹp quá à. Trời đẹp lắm mọi người. Ai mà thích những cái bông hoa ở Anh á. Ở Anh là coi như là sắc hoa rực rỡ luôn mọi người. Tại vì người ta đâu có trồng cây ăn trái gì đâu, nhiều đâu. Ta trồng hoa là chủ yếu lắm mọi người. Đó. Trời đẹp không? Bự nữa. Trời ơi, thích quá à. Không biết có ai thích hoa giống Vi không? Bên kia màu trắng nè mọi người. Đây nè. Wow. Trắng tinh khôi nè. Đó. Đẹp quá đẹp luôn. Wow. Trồng ở dưới đất cho nên bụi nó bám lên nè. Này Vi quay thật nhiều loại hoa cho mọi người cùng xem á. Đây cũng là một loại hoa nữa nè.
nhìn nó giống như là hoa hoa này là hoa gì giống như hoa ở Việt Nam mình nè. Đây nè mọi người, ở Việt Nam mình cũng có hoa này nè. Đây nguyên cái màu hồng đẹp nghe không. Trời ơi, nhìn trăm cánh luôn á. Đó, đẹp không? Từng bụi mọi người. Đó. Quá trời đẹp luôn. Yeah, I'm fine. Thank you, darling. Yeah? Yeah. I like that rose color. I like this rose color. That beautiful rose. Mm. Hey? We've got these at our house. Yeah, I see that. Yellow. Mm. Đẹp không? I'm looking forward to the football. Who we who? England. Oh, yeah. England, Germany. England, Italy. Italy, final. England, the final. Big final. Big final, very good. When we go home, I'm got this. Trời ơi, bông hồng đẹp mọi người ơi, mình thích hoa hồng vàng lắm luôn á. Hey you. Mọi người, hoa hồng nè mọi người đẹp không? Trên nữa nè, quá trời luôn, dưới nữa nè mọi người, phía trên cao có nữa nè, đó, đây nè, hoa màu vàng mọi người, hồng vàng nè, đẹp không, hơi có một chút xíu màu cam cam đó mọi người, đó, hơi có một chút xíu màu cam cam nè, đẹp mọi người. Thơm phức luôn á, thơm phức luôn mọi người. Đó, phía trên nè. Đây là số hoa màu vàng vàng. Ôi, chuẩn bị gai nó đâm mất. Này không có pha màu cam, màu vàng, vàng thuần khiết luôn. Bên này cũng vậy mọi người, vàng thuần khiết luôn, không có pha màu cam nữa trơn. Thơm phức luôn mọi người. So when it's also pickle or and it's not just a thing of now that's Diane. There you are, Diane. And he will end up with a school. After our last time, right, great. Right. Okay, well.